Đầu tiên anh Hoàng nhìn như là ngu đần. Anh em mình quá chất. Đây đây, luật. Anh kia khá ngầu ấy chứ. Anh em mình sẽ không vẽ tới chuyện chính trị và sách nhá Hoàng nhá. Thứ hai là mình không nên vẽ về inside dốc với nhau quá, hiểu không? Inside dốc thì người xem người ta xem đéo hiểu gì, nên là đấy anh mình cố mà hài một tí. GNDTT như đợi đi, tao đổi ra mặt luôn như thằng rồ. Hả? Trong đầu tao nảy ra câu đấy nhá. Thực ra là anh thức đến bây giờ là ngày thứ hai rồi. Anh không rõ là anh có thể chơi cái trò này một cách tỉnh táo được không anh em ơi. Nhưng mà đây, ngồi đấy mà vẽ câu này này cho bác nhá. Này, nhớ fan này, nghe phải thấy hài nha anh nhá. Nó có nghĩa, nó có nghĩa. Nhớ phải hài đây anh ơi. Oh my god, Ratatouille. Na 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 na. Có vần, có tao thấy. À serio? Thôi, chứ không phải nói bậy đâu, nhưng mà thằng này vẽ như con không phải nói bậy đâu à. Thằng nào viết cái từ này như cái thằng A bớ vậy. Nếu xấu quá là anh có chửi nha. Anh biết hồi xưa em mấy điểm mỹ thuật không anh? Em còn tí em liệt. Liệt mỹ thuật à? Mày có phải là Hitler? Con hổ bổ dưa. Khó lắm anh ơi, chả hiểu được luôn đấy. Chính là em đấy. Khá khá là con hổ đấy chứ. Hổ bắt dưa hứng chịu rồi. Chịu rồi. Là sao Hoàng ơi, mày phá quá Hoàng ơi. Thằng này vẽ xấu như chó. Da sua R. Sao em ơi, nghiện game quá. Cái icon ấy. Rồi rồi, cái gì vậy? Ôi trời ơi, như chú như gì? Anh ơi, anh phải... Tao lại hiểu lại, ôi, tao lại hay này. Vẫn hiểu mà. Nhà xưa có lốc bấm ngay, bấm xong không R, đờ mờ mít ngu. Tao chịu rồi. Sang nghĩa khác luôn. Tao chịu rồi. Bác chịu rồi. Thằng Hoàng này xong cái nào cũng chịu đấy con ơi. Mẹ mày, anh viết bức kia đố đoán được ấy. Anh viết ra chưa có bấm ngay bấm không xong rồi đờ mờ mít ngu. Tả nghĩa như cái gì? Là sao em ơi? Là sao? Thôi đần rồi, cái này em chả hiểu được cái gì. Trời ơi. Trời ơi. Khủng long versus xương 404 đầu môi. À. Lingo là cái gì làm sao tao biết, tao chả vẽ thế à? Khủng long đấu với di lê. Ui, sao thế được nhỉ? Sao thế được em ơi? Khủng long đấu với di lê này. À, khủng long. Ratatouille vua đầu bếp Việt. Ôi, mẹ nhà mày. Anh thêm chữ Việt vào thì ai đoán được hả em ơi? Là bố mày, mày vẽ con chuột. Ratatouille. Giải cá hai. Trời ơi. Biết ngay mà nhìn con giải cá. Đúng giải cá hai này. Đẹp đấy. Hai con lửng, hai con lửng với nhau. Hai con lửng. Không phải phần. Con lửng mật ong giải mã mật khẩu. Rồi, chả hiểu gì luôn. Là sao Cam ơi? Ui giời ơi. Con lửng á. Chịu tượng nhậu mức này. Con lửng nhiệt. Trông khá hóa đấy thật. Là bán đấu giá cái mức đấy. Mức đấy em ơi. Anh mà là Picasso anh... này 1 triệu đô. Chào mừng, tao đoán 12. Mày kéo lên nhìn ngay bức tường 17 vẽ nhá. Bán có thể lên giá được tiền tỷ. Tao cũng tiên đoán ngay từ đầu rồi. Bức này là chuyển hướng sang làm hội họa được nữa. Khá là mẹ mẹ hội họa đấy em ạ. Con rắn thì cháu tôi đánh bạc. Cháu tôi đánh bạc là sao ui. Anh Dương biết là Tích Chu đúng không? Oh shit! Ơi, Tích Chu đánh bà. Bạn không phải là người. Ông quậy vẫy ông can. Vẫy à? Mặt trăng. Tại thế được rồi em ơi. Bắt bố mày phải vẽ, còn mẹ nó nữa. Và ai cả đái giản. Nhưng mà để chắc chắn hơn của đám này. Anh nào ơi.
Từ từ đã, có một thằng trong này đang không biết tô màu, tao vừa nhận được bức vẽ của nó. Cái phần tô màu nằm ở dưới bên phải, cái đổ màu kia. Hai thằng đấy mù màu nhỉ? Không phải, mà nó lấy cái bút chì nó tô nhẻm nhẻm. Tao nhìn được. Nhẻm 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 chết rồi chị ơi. Nè nha. Vừa là viết wow, wow. Là tô cái màu vào là giúp anh em rất nhiều đấy. Tô cái màu vào anh em ơi, tô cái màu vào. Thằng nào viết cái từ này ấy, cứ để tao. Thằng nào viết cái từ này cứ để tao gặp ngoài đời đi nhá. Mẹ. Không có màu da người à? Tô thằng nào vẽ là cái này của bố mày, mẹ. Ảo như chó bắt bố mày. Hình này 15 phút khéo tao đéo vẽ được. Bắt bố mày vẽ một phút. Ảo quá rồi, mẹ chúng mày nữa. Khốn. Ôi giời ơi, được. Xanh không đủ. Ôi, cái này dễ quá, dễ tao, quá nhưng mà xem. Tao khá vẽ. Đấy, khá là không độ ấy đấy. Tao không gặp cái này luôn đấy. Khả năng cao cái này thành con rồi. Khả năng cao cái này thành thành ngay cầm đấy. Chim cò bướm là các em nhanh thôi. Thành ơi, gần guốc à em ơi. Con rái cá đang chơi pha trên mỏm đá. Đoán sao được em ơi? Tao đéo hiểu gì luôn. Mẹ tao vẽ như cái bìu rồi. Thôi Thành mẹ con lợn. Thành ngay con lợn. Thật rồi. Chán chưa? Ok, con lợn thì cũng không sao. Nhưng mà có thằng nó đã như này này. Thôi. Ui rồi ơi. Anh này mù con mẹ màu. Đấy là cái gì mà cứ phải lột tả ấy. DJ chơi nhạc trên ghế ngồi. Thôi, cái này. Cái này được. Ra được cái từ DJ thôi là bọn là tao này. Vui rồi. Đây, bác vẽ lại y hệt. Anh mẹ mày đầu bếp. Đơn giản nữa. Đầu bếp. Vẫn có âm nhạc. Vẫn truyền tải được. Vẫn hiểu. Nhưng mà trên thôi. Cái kia hiểu gì kia. Nốt kiểu gì anh. Bác sửa được. Bác vẫn sửa được. Thôi mẹ mày. Mẹ mày nấu ăn rồi. Nấu đừng làm gì. Thôi xong. Thành ngày nấu ăn. Mẹ bọn ngu. Thù lắm rồi con ơi. Chó này thì chó này thì chó này thôi chịu luôn. Bắt các bác vẽ quả vai cả đài. Vẽ tóc nhìn như con nghĩa đen. Này là vẽ xấu. Em là cứ vào em vắt là chắc chắn là thất bại này. Em nhìn này. Em vẽ thực sự là tóc cô gái áo tóc đỏ nhìn như con. Rồi. Thằng nào viết cái từ này anh em ơi. A few moments later. Tao viết câu chuyện liên quan kiểu gì khó thế. Mẹ thằng chó viết từ này tí tao đánh một trận tao đéo đùa. Bớt ngay cái thái độ đấy đi Dương ơi. Anh cứ nhìn cái từ đấy đi nó rất là đơ luôn. Đơ phải chịu em ơi, trò này mày muốn hợp lý à? Mẹ câu mở đầu đã đơ đơ bực cả mình. Anh phải nhìn câu đấy đi rồi anh sẽ bực mình như em thôi. Anh Duy sửa cho, cứ viết ngu hết sức đi anh Duy sửa cho. Anh sửa được ha, anh đồng sửa đồng cho. Ngày trước anh có chuyên văn để anh. Anh em ơi, sao lại viết cả từ tục vào thế? Có con chim. Giang thử. Non nớt trên ô cửa sổ nhỏ trong nhà. Dài đấy. Bà tôi lấy chổi. Vậy mày. Mày anh. Đập ngay vào móng con chó bà nuôi từ ngày bé đến giờ. Bà hơi cổ. Nhưng nó bất giác sống lại và. Đấm ngay con rác sống. Là sao?
Cái gì mày nhường đơ. Sao em ơi? Con ca. Để ghi lửng cái. Sao rồi mấy cái thằng này không thật đoạn hiểu không in sai dốc rồi cứ lửng nằm mãi. Rất phong phú. Chính vì vậy. Chúng sửa được. Tôi quyết định học chuyên toán. Ok hiểu. Nhưng toán cao quá, tôi bỏ học đi thi đấu CKTG game. Ôi là bước tiến nhỉ. Nhưng vì tôi chơi quá ngu nên tôi bị đuổi về quê chăn bò. À chính tôi xin lỗi. Mỗi lần ở ngoài ruộng tôi chỉ biết ngủ khò rồi nghĩ ước gì có cơn mưa cho mát mẻ. Chuyện vào ngư trong một à. Có lẽ sẽ ra tắm một chút mưa. Có lẽ văn quá đấy. Nhưng mưa thực sự là mưa trong lòng. Sau đó tôi tới và nói với bác tổ trưởng một điều. Mày ngọt nhìn mày như cái